Bây giờ tụi mình đang ở thành phố White Rock, thành phố biển á các bạn. Nó giống như Vũng Tàu ở Sài Gòn mình chạy ra vậy á, nhưng mà không đến nỗi xa vậy. Từ Lan Lì mình chạy xuống đây chừng 20 phút à, tại đường hơi đông, nhưng mà thật ra chạy cái khoảng 15 phút, đúng ra rồi Google nói có 15 phút thôi. Đây, đây thành phố, đây là khung cảnh của cái đường, trục đường chính ấy, cục đường là không phải, phải trục đường ven biển, ngoài kia là biển rồi các bạn. Đó, thấy không? Đó, thì đây là cái trục đường ven biển đó. Rồi mấy cái nhà nè, mấy cái nhà ở khu này nó làm giống như kiểu bậc thang á các bạn, cho nên thành ra là nhìn giống như là mấy cái khu resort này nữa, đẹp ghê ha. Đó, nhà người ta làm lên bậc thang ở trên kìa. Đó, rồi bây giờ mình sẽ trả tiền giữ xe xong rồi mình đi dọc xuống biển chơi ha. Rồi đây là khung cảnh xung quanh của cái bãi biển. Đây là cái bãi giữ xe mà trước khi mình lên xuống bãi biển đó. Cái khu nhà nãy mình nói nè các bạn, nãy đứng hơi gần, giờ đứng xa xa cho các bạn xem. Ở đây có một cái đường tàu điện, tàu lửa gì đó. Đó, không biết là xe gì ha. Rồi, khúc này là đường đi xuống bãi biển. Hello các bạn, 3 năm rồi tụi mình mới được thấy biển. Đỡ đây 3 năm rồi các bạn mới thực sự thấy biển, biển thực sự đó nha. Biển nước mặn á, chứ không phải là biển hồ. Đó, mấy cái khu nhà các bạn. 2 năm sau tụi mình dọn xuống đây ở ha. Tại mình làm việc work from home mà, cho thành ra mình ở đâu cũng được hết á. Dọn xuống đây ở cũng thuộc tỉnh BC. Mát ghê luôn các bạn. Trời ơi thiệt luôn, 3 năm rồi mới thấy được biển, mới thấy được cát. Hôm nay chắc thủy triều đang xuống cho thành ra là nước biển nó không có cao cho lắm. Này là một cái khúc khác à, người ta ngồi dưới, người ta đem đồ kéo xe ra ngồi lấy ghế cắm trại luôn các bạn. Bên kia thì có hai cặp vợ chồng, có một cặp vợ chồng đang dẫn nhóc chút xíu đi. Rồi nhìn dễ thương ghê các bạn. Đang đi bộ dưới cát kìa. Đó, đây người ta sống thanh bình yên bình ghê luôn. Đó, đây là bãi đá, bãi cát. Mình sẽ đi ra cái cầu đó cho các bạn xem ha. Giờ mình phải đi bộ xuống dưới đó mới được. Đó, ở trên đó là trên đồi à. Nhà đẹp quá ha, nhà ở đây đã ha. Mà ở đây cho thuê thôi chứ, thuê mới được chứ mà mua sao nổi. Dưới đây chắc mắc lắm mà. Nó có cái cầu, cầu gì nè các bạn, cái cầu cảng á. Gọi gì, gọi là cái đường để đi ra cái ốc đảo nhân tạo á. Cũng hay hay. Ủa mà đường này thì như đâu có xuống biển được ha. Em đâu thấy đường nào xuống được đâu, đường kia em cũng không thấy mà. Tại em đang muốn đi ra chỗ đó nên em à, ơi đi cũng được. À, đi bộ hơi xa đó, đây xuống dưới đó xa đó. Rồi mình gần tới cái cầu cảng rồi các bạn. Mà đi ra đó là một chặng nữa, cũng khá xa đó. Nè, kênh đi nè. Ê, hôm nay đi mát à. Trời, nó đạp chân nè, nó khoái kìa. Cái nó đạp chân nó khoái kìa. Nè, đó. Chơi vui con ha. Đó, đi biển khoái quá trời nè. Ý, vui không, vui không, vui yeah. Cười, đạp chân nè. Đạp chân nè. Cười kìa. Ở đây có con thỏ nè các bạn. Thỏ bên đây là đi dạo ngoài đường gặp hoài luôn. Con chơi với thỏ không? Nó không sợ luôn ta. Con chơi với thỏ không? Nó không sợ mình luôn. Thôi, đi. Thỏ, ăn cỏ, uống nước, đi vô hang. Ồ, ở đây mình đi đến một cái hub gì đó nè. Cái công viên gì đó, thấy nó đông quá trời đông. Nhìn cái cảnh này giống cái hồi bên Hàn Quốc quá ha. À, cái cảnh này nè, giống như cái lúc mà mình đi vô cái chỗ gì là hoa anh đào nở quá. Giống bên Hàn Quốc á. Cái đường cây nở dọc bờ sông á đúng không? Mà ở tuốt ở trên Busan á. Đó, rồi.
Đây chắc có bán nước gì đó để mình lên, mình lên mình mua nước. Bạn Sam sẽ xuống dưới đây. Đây là phía bên trên của một cái chỗ bến cảng khác. Chỗ này nó sum tụ hơn cái chỗ hồi nãy các bạn. Có hàng quán quá trời luôn nè. Đó, có một cái công viên người ta xây kế bên bãi biển nè. Đó. Cái này là cái cầu hồi nãy nè, để đi ra ngoài cái bãi đá nè. À, có cái công viên, có mấy cái quán nước nè. À, đúng là chỗ du lịch ha. Rồi, để mình đi xuống dưới thử. Đây có bán kem bầm của Thái Lan nè các bạn. Này món ở này đi Thái Lan hoặc là ở Việt Nam các bạn cũng có thấy ăn rồi. Thương hiệu luôn. Đây là ly kem mình mới vừa mua. À, kem cuộn hàng hoàng nha. Đây là kem cuộn với lại có whipping cream với không phải cái gì, nó là raspberry white chocolate với lại raspberry á. Khúc này có một cái đài phun nước. Đây nãy giờ có con nhóc này nó chơi nè. Nó cứ xịt nước lên xong cái nước mà tắt đi cái nó chạy lại nó nhấn cái nút cho nước chảy tiếp. Đó, nước tắt này ha, cái nó chạy lại nó đập nó nhấn cái nút cho nước chảy tiếp nè. Nào. Leo lên nó dấn cái nút cho nước chảy tiếp, nó chảy, nước chảy hoài luôn. Đó. Đây bán mấy cái nhà này mà một cái museum nhỏ nhỏ. Là trước đó là bán một số các quầy cái kem này nọ đó, nãy mình mua. Ngồi đây rất là mát và có không khí của gió biển. Ở đây là cái này là cái vịnh thôi. Nó là cái vịnh thôi chứ nó cũng chưa là gọi là biển nữa. Cái vịnh rồi nó đi từ đây nó đi ra ngoài cái mỏ cái cửa vịnh đó, nó mới ra ngoài biển. Nhưng mà nước này vẫn là nước biển, nước này vẫn là nước mặn. Rồi bây giờ tụi mình nghiêng ngược lại. Ăn uống vui chơi rồi. Tại vì mưa cho nên là không có đi ra cái cầu đó được. Đi ra đó mà mưa lớn lên là kẹt luôn, cho nên là bây giờ tụi mình phải đi ngược về. Đây là cái đường hồi nãy mình đi ngược lên ha, bây giờ đi ngược về. Nó có cái đường xe lửa rất là đẹp các bạn. Nghe có tiếng xe lửa nhưng mà chưa thấy xe lửa đâu hết. On straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.